Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á, một đại án giết người có tổ chức. Có người lại ví von trên một video clip của đài tiếng nói FA rằng tham nhũng cũng như là ruồi muỗi, nước nào cũng có tham nhũng cả. Cũng trên đài FA có tựa đề bài viết đặt tên rằng đại án Việt Á vì sao của doanh nghiệp Tepziu khiến cả quần máy trục lợi và hệ thống quan chức suy thái đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội vừa bị bắt giam vì liên quan đến vụ Việt Á. Mỗi người mỗi ý, cá nhân tôi thì luôn quan niệm rằng khi mình nói tới chuyện gì đó, trước hết cần bàn về ý nghĩa ngôn từ, sau đó là bàn về nguyên nhân và hậu quả. Vụ Việt Á có thể nói là một vụ tham nhũng đơn thuần hay không là câu hỏi đặt ra của dư luận. Theo luật Việt Nam, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Và như vậy là có thể vụ Việt Á không phải là một vụ tham nhũng hay trục lợi đơn thuần. Hành vi tham nhũng theo luật đã dẫn ở trên chỉ đóng khung ở không gian kinh tế. Thực tế cho thấy vụ Việt Á là một đại án giết người có tổ chức của cả một hệ thống đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thượng tầng quốc gia xuống tới hàng Tepziu là ông chủ Việt Á. Vụ Việt Á vì vậy cũng không đơn giản là một chỉ dấu suy thoái của quan chức. Sự việc xảy ra tuần tự là Việt Á mua kit xét nghiệm của Trung Quốc với giá rẻ như bèo, giá chỉ khoảng 1 đô la mỗi kit. Bộ Quốc phòng nhập cuộc qua đại diện Học viện Quân y biến kit xét nghiệm Trung Quốc thành sản phẩm phát minh khoa học nội địa. Tới phiên Bộ Khoa học, bộ này bảo kê kit xét nghiệm Việt Á là hàng thứ xịn do quốc nội sáng chế, được chuẩn nhận sản phẩm chất lượng ngang hàng của quốc tế đề ra. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với phát biểu rằng chống dịch như chống giặc, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn. Kế tới là Bộ Y tế, bộ này ra đủ thứ luật lệ buộc dân chúng phải thử nghiệm đại trà, ai cũng có thể bị ép ngoáy mũi thử nghiệm cả. Giá một kit xét nghiệm được đội lên tới 470.000 đồng mỗi lần. Cuối cùng, chùm cuối là ra chỉ thị khuyến cáo các cơ sở y tế dọa địa phương phải mua kit xét nghiệm Việt Á trong chiến dịch chống dịch như chống giặc. Đây là hình ảnh chùm cuối tìm đâu xa, họ phải là những người chủ trương chống dịch như chống giặc. Hàng ngàn người dân có thể đã không bị chết oan, hàng trăm ngàn, thậm chí cả hàng triệu cá nhân, gia đình, gia sản đã không bị tiêu tan. Gia đình không bị ly tán do cách ly và vô số gia đình nhúng cảnh tang thương của mất mát, chết chóc. Và có người gọi vụ Việt Á là một hiện tượng lũng đoạn của nhà nước. Đây cũng là cách phê phán đơn thuần dựa trên kinh tế. Nhưng ngoài việc gây thiệt hại kinh tế, hệ thống Việt Á còn giết chết rất nhiều người và gây xáo trộn xã hội, tổn thất kinh tế chưa thể kiểm kê. Thăng trầm của nền kinh tế tất nhiên có đóng góp của Việt Á, nhưng thăng trầm nặng hơn là cả cú chấn thương tâm lý và đạo đức. Người dân nhìn cán bộ đảng viên như những kẻ tội phạm. Đây là hình ảnh dòng người tháo chạy về quê để tránh đại dịch Covid-19 khi đó. Về nhân mạng, đến từ kit xét nghiệm rởm là bao nhiêu? Do Covid-19 là một chuyện, nạn nhân đến từ việc hạn chế, cứu trợ đặc biệt ở Sài Gòn là bao nhiêu? Và những người hữu trách như bí thư Nên ở Sài Gòn phải cho người dân biết hết những sự thật. Vụ Việt Á không phải là ruồi muỗi kiểu Đặng Tiểu Bình nói mở cửa thì ruồi muỗi bay vào. Hiện thời có chỗ nào, cơ quan nào, lĩnh vực nào còn trong sạch hay không ở Việt Nam? Đó là câu hỏi được đặt ra. Từ chốn thờ tự, chùa chiền cho tới hệ thống giáo dục, không có chỗ nào là không nhơ bẩn. Nói tới đất đai, một nhà tài phiệt địa phương có thành danh cũng sẽ có hàng chục, hàng trăm cán bộ mắc ngoặc lạm dụng quyền lực. Việt Nam có bao nhiêu nhà tài phiệt địa ốc là có bấy nhiêu tội phạm tiềm năng. Lợi ích đem lại cho đất nước và dân tộc là gì? Không có gì cả. Tài sản quốc gia chạy vào túi tài phiệt hết, để lại hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân oan, hàng triệu gia đình mất nhà, mất cửa, mất đất, hàng triệu nông dân mất ruộng vườn canh tác. Và dĩ nhiên để lại một Đảng Cộng sản Việt Nam hủ bại tuyệt đối. Cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như cái thây ma thối nát vậy. Hệ thống Việt Á là một trong những con ròi đang rỉa rói cái thây ma này.
không ai có thể cứu sống cái thây mà hết. Ông Trọng có diệt tham nhũng là làm chuyện đúng, không thể phản biện. Nhưng liệu ông có tiếp tục đốt lò được bao lâu nữa đây? Ông Trọng tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt, nhìn xa một chút là thấy hãi hùng. Sau ông Trọng sẽ là đại hồng thủy. Đây là hình ảnh người dân leo rào đi mua thực phẩm vì lệnh cấm Covid. Ông Trọng không thể cứu cái thây ma nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa. Ông Trọng bắt chước Tập Cận Bình từ ý tưởng cho đến hành vi, ai nhìn cũng biết. Tập thành công vì chung quanh Tập có những cộng sự lỗi lạc, có thể thiết lập các cơ chế để nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp. Nhiều năm trước, ông Trọng có nói tới vụ này nhưng rốt cục không ra sao cả. Bởi vì trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có người tài giỏi tầm như Vương Hộ Ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hết cả. Và có lẽ để Việt Nam thoát khỏi trận đại hồng thủy do suy thoái kinh tế, do tranh chấp giữa các đại cường, do chiến tranh tiềm tàng, ông Trọng nên đi trước thời đại kiểu giữ đảng từ xa bằng cách tiệm tiến dân chủ hóa chế độ. Hãy kết liễu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa một cách hòa bình và hãy để 50% dân biểu quốc hội là người ngoài đảng, ít nhất phải như vậy. Và hãy để chính phủ do người ngoài đảng lo liệu, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quốc phòng và công an là đủ. Nhà bình luận Trương Nhân Tuấn đã chia sẻ như thế. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những gương mặt tinh hoa và sự bảo kê của đảng. Từ xưa đến nay, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã xem nạn tham ô, tham nhũng chính là nguyên nhân gây tổn hại tiềm lực quốc gia. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự suy vận của đất nước. Đến triều đại của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền song trùng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngồi xổm lên trên cả hiến pháp và tất cả các đạo luật khác. Từ đó, Đảng đẻ ra luật rừng của riêng Đảng. Để có quyền thăng, giáng chức cho phe nhóm, kết tội và tha bổng bất kỳ quan tham nào, cho dù tội trạng có lớn đến đâu. Tác giả Nông Văn Tiềm đã bình luận với bài bản tin Những gương mặt tinh hoa và sự bảo kê cho Đảng. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, khai man lý lịch, vẫn trèo lên chiếc ghế tới chủ tịch nước. Vào năm 2013, Đảng đã đưa ông trùm tham nhũng nổi tiếng ở Đà Nẵng, Việt Nam, đó là ông Nguyễn Bá Thanh, lên ngồi chiếc ghế trưởng ban nội chính Trung ương, kiêm phó ban thường trực phòng chống tham nhũng Trung ương. Và suýt chút nữa thì ông Bá Thanh đã vào được Bộ Chính trị để giành chiếc ghế thủ tướng. Tới năm 2016, tại đại hội lần thứ 12, Trần Đại Quang quê tại Ninh Bình, một trùm mật vụ gây tranh cãi về gian lận tuổi tác, văn bằng, đã tái trúng cử ủy viên Bộ Chính trị và được xếp chiếc ghế chủ tịch nước. Dù ông ta được cho là đại ca đã bảo kê cho nhóm Vũ Nhôm, Út Chọc đi cướp đất, cướp dự án trên phạm vi cả nước, nhưng ông ta vẫn leo lên được vị trí nguyên thủ quốc gia này. Cũng năm 2016, hai nhân vật khác bị các cựu ủy viên Trung ương tố cáo, vạch mặt chỉ tên là thủ phạm phá nát nền kinh tế quốc gia. Cả hai bị đòi đưa lên giàn hỏa thiêu, đó là Hoàng Trung Hải quê gốc Phúc Kiến, Trung Quốc và Nguyễn Văn Bình quê Phú Thọ. Chớ chiều thầy, tại đại hội đảng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021, cả hai không chỉ thoát khỏi vòng tố tụng mà còn lọt vào Bộ Chính trị. Một người giữ chức Bí thư Hà Nội, một người khác giữ chức trưởng ban kinh tế của đảng. Để rồi hết nhiệm kỳ mới chịu cái án cảnh cáo vuốt đuôi mà thôi. Đây là hình ảnh Bí thư Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải liên quan rất nhiều đến dự án thua lỗ tham nhũng hàng nghìn tỷ nhưng vẫn chỉ bị cho kỷ luật sơ sài. Tại đại hội đảng lần thứ 13 vào năm 2021, tấn tuồng này lại lặp lại và những kẻ không ra gì vẫn tái trúng cử ban chấp hành trung ương của đảng. Đó là Trần Quốc Cường, quê Nam Định, tỉnh ủy viên trung ương khóa 12, bị kỷ luật cảnh cáo rồi tháng 4 năm 2018 với sai phạm nghiêm trọng trong giai đoạn ông ta đeo lòn thiếu tướng, phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an. Ông Cường được cho rằng đã bảo kê cho đàn em là sĩ quan tình báo Trung tá Nguyễn Vũ Hùng, thành lập công ty Bình Phong Việt Thái, vẽ ra dự án Đại Kim để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân, số tiền lúc đó lên tới 29 tỷ đồng. Được cười thay, đến tháng 7 năm 2019, Trần Quốc Cường lại được điều làm Phó Bí thư tỉnh Đắk Lắk qua giữ chức Phó trưởng ban nội chính Trung ương. Sau đó, ông ta ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Rồi cuối năm 2016, Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, bị đồng đảng là Đỗ Cường Minh
dùng súng bắn chết ngay tại trụ sở làm việc. Phạm Thị Thanh Trà, quê Nghệ An, Ủy viên Trung ương khóa 12, được cho là người tình của ông Tô Huy Dứa, được đẩy lên thay thế. Quyền lực trong tay Bí thư Phạm Thị Thanh Trà cùng em trai là Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, cướp được hàng chục hecta đất rừng phòng hộ và đất nông nghiệp của dân, chuyển đổi thành đất ở để xây dựng biệt phủ và nhà thờ họ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tài tiếng dội lên cả nước, thế mà Phạm Sĩ Quý không hề hấn gì, còn Phạm Thị Thanh Trà được rút về Trung ương, được thăng chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh biệt phủ Yên Bái của gia đình Bí thư Phạm Thị Thanh Trà cùng em trai Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Tại đại hội lần thứ 13, bà Trà tái ứng cử Ủy viên Trung ương và nhảy lên ghế Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầy quyền sinh sát trong tay. Bà Phạm Thanh Trà và ông em Phạm Sĩ Quý dùng căn biệt thự nổi tiếng của ông Quý có được từ là từ Buôn Chổi Đót, điều mà dư luận xã hội trước đến nay đặt câu hỏi rất lớn với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi giàu lên bất ngờ. Nguyễn Văn Hiếu thì quê ở Ninh Bình, ở Bình Định, và năm 16 tuổi bỏ học, ông Hiếu tham gia dân quân tự vệ phường rồi sinh hoạt đoàn, bò dần lên làm bí thư đoàn phường 9, quận Phú Nhuận, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 9, quận Phú Nhuận, bí thư quận đoàn Phú Nhuận, phó bí thư thường trực thành đoàn, bí thư đảng ủy cơ quan thành đoàn. Từ một kẻ chưa hết cấp 2, Nguyễn Văn Hiếu bỗng tốc hành có liền bằng cử nhân hành chính, cử nhân luật, cao cấp chính trị, vân vân. Nguyễn Văn Hiếu kế nhiệm Tất Thành Cang để làm bí thư quận ủy quận 2 giai đoạn 2015-2016, nơi xảy ra đại án Thủ Thiêm. Hiếu chính là cánh tay đắc lực của bài lũ Lê Thanh Hải, dùng mọi đủ thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt, gian manh và nguy hiểm để cướp đất ở Thủ Thiêm, gây ra nỗi oan khuất cho hàng chục ngàn hộ dân, đẩy những con người này đang sống bình yên trên mảnh đất của họ ra ngoài đường và bỗng nhiên trắng tay, dồn họ đến mức được cùng với tiếng kêu gào than khóc thấu tận trời xanh. Trong đó có nhiều người vì quá ất ức đã điên loạn và tìm đến cái chết. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang bên trái trao quyết định bổ nhiệm cho Nguyễn Văn Hiếu. Lê Thanh Hải trả công Nguyễn Văn Hiếu bằng suất Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 12. Tới năm 2018, Nguyễn Văn Hiếu được cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm để khởi tố bắt giam cùng với cựu bí thư quận 2 tiền nhiệm Tất Thành Cang và kế nhiệm là Nguyễn Hoài Nam. Tuy nhiên, tiền đã cứu Nguyễn Văn Hiếu thoát chết một cách ngoạn mục. Không những vậy, tiền giữ lại cho Hiếu suất Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 13 và hôm nay Hiếu đang ngạo nghễ ngồi vào vị trí quyền lực thứ ba, đó là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm sơ qua một vài gương mặt trong cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam để thấy rõ hơn sự bao che, dung túng từ lãnh đạo chóp bu của Đảng trắng trợn như thế nào. Dễ thấy vì sao tham nhũng ngày càng thăng tiến theo cấp số nhân, lan rộng từ phường, xã cho đến cung đình, trung ương. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng cứ hô hào, đốt lò như bị nhập xác lên đồng.